Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình. Mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là đồng hồ đo lực cân của hãng Tatlock các bạn ha. Với mã model là DTN300G. Model có đuôi G là loại 2 kim các bạn ha. Xuất xứ tại Nhật Bản và được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên. Đồng hồ đo lực cân Tatlock DTN300G là máy đo độ căng kéo từ Nhật Bản với khả năng đo trong phạm vi từ 0.3 newton đến 3 newton. Đồng hồ có độ vạch chia là 0.1 newton, cùng với đó là các mức chia thang số là 0.3, 3 và 0.3. Máy có trọng lượng nhẹ, thiết kế nhỏ gọn, chất lượng hoàn thiện tuyệt vời. Máy được sản xuất tại Nhật Bản với chất lượng gia công cực tốt. Đây là sản phẩm lý tưởng cho công tác kiểm tra độ căng kéo của sản phẩm. Với khả năng kiểm tra chất lượng rất là nhỏ với độ chia các bạn ha. Với trọng lượng khoảng 56g, độ chính xác là cộng trừ 1/2 trên độ chia các bạn. Với vật liệu cao cấp, sử dụng bền bỉ, độ chính xác đáng kinh ngạc các bạn ha, và được cung cấp bởi Khang Kiên. Và ai có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng liên hệ với hotline 0938 222 991.